Cô không à, đợi cô xíu. One minute. Hello teacher. Say something. Oh. Okay, can you hear me? All right. Yes. Okay, hôm I nay cô have a tưởng là new hair. you have got a new hair. Okay, hôm nay nhiều bạn học sinh cô có new hair quá. Okay. Now, so now this one, cô tưởng quên giờ học của cô cơ. All right. Tự nhiên em đang chơi máy bố em tự nhiên nó cứ thông báo. À mà cô lúc nãy cô nhắn tin vào Facebook em đúng không? Ừ, cô nhắn tin là Facebook đây. Em bị hack rồi. Bị hack rồi á? Ừ, thế Bị là ban 3 ngày à? à, bị gọi là bị cấm đấy chứ nhỉ? À, Cấm đâu cấm mà biết. đăng ảnh không nhắn tin được kìa. À đấy, thế chắc nhắn tin nhiều quá Không gì? Nhắn tin nhiều quá phải ạ. mèo nhà cô đang đầu gì không biết đây. Nào, em muốn gì? Nè. Nha. Ok, hôm trước mình học gì nhỉ? Speaking and listening, right? So today, one reading. Một bài reading nhá. Can you see my screen? Có thấy bài của cô không? Ok, thế bây giờ bài 4.2 nhá. Ok. Em thử đem bài này mình học xem này. Cô, What's ví wrong? dụ em chọn một cái background đằng sau này này, đây này cô, kiểu này Yeah. này. Sao tại trong nhiều lúc lớp khác em không thể chọn được? Lớp khác là lớp nào? Không phải lớp cô á? Là kiểu cũng học Zoom ấy à, kiểu trên lớp em ấy. À, con Em chọn sợ chỗ em. ngồi. Con chọn do con chọn chỗ ngồi. Có con bình thường con ngồi ở đây, anh ngồi chỗ khác. Đây để bình thường thì con lại ngồi đây. Bình thường con ngồi đây nó bị đây này. Bị nhiều vật quá thì làm sao mà người ta làm thế được? Chỉ khi À con thế ngồi con nào không ở yes, chỉ khi nào con ngồi một mặt phẳng mà không có đấy thì cô mới bảo đấy. nó Lần trước kiểu 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 này á. yes, một mặt phẳng không có màu thì nhiều. Lần trước cô bảo đấy để làm cái video mà cô Ok. cắt được cái đầu đấy. Ok. Đó, yes, can you see that? Ok, Yes. rồi, tức là tóm lại là một mặt phẳng màu gì cũng được để nó chỉnh màu. Alright. Con vừa để ánh sáng lên nó lại hơi bị chỗ mũi, đúng không? Yes or no? Ok, nào nhìn nữa cô, bài này mình làm chưa nhỉ? Nhưng cô ơi cô, Seven, right? What's wrong? mình có hôm nay thứ mấy hả cô? Hôm nay thứ sáu và hôm nay thứ mấy ta? Hôm nay thứ tư chứ. Thứ tư ạ. Thứ Nhưng tư, thứ mà thứ sáu, chủ sáu nhật. em lại đi về quê rồi. Thế thì mình tạm nghỉ vậy. Ok, thế chiều thứ sáu thì được không? Em đi từ sáng thứ sáu thì chiều thì chắc em vẫn ở đấy. À, nếu mà không được thì mình nghỉ chủ nhật mình học. Thế xong rồi thì mà tuần sau thì cô lại sắp xếp cho con một buổi. Tối Tối đi chủ nhật ha. không mới về. Tối chủ nhật thì tối chủ nhật mình học. Có sợ mệt không? Bố ơi, tối chủ nhật là mấy giờ? What time is Ui, là cũng tầm này ạ. tầm này á? Tầm này thì thôi, cô nghĩ là mình nghỉ thôi. Alright. Có thể là chiều thứ sáu nếu mà còn thời gian thì báo cô thì mình học nhé. Is it ok? Chiều 2 giờ, 2 rưỡi. Còn nếu không thì mình sẽ Ok. nghỉ. Ok. Rồi bài này chưa học đúng không? Yes or no? Ok, 4.2. Đợi cô xíu nha. Xem 4 chấm Grass. reading. Hình như hôm trước cô cho con đọc reading 1.2 thì phải. Let me see. Đó, trước mình học bài này đúng không? Học bài này chưa? Yes, rồi đúng không? Yes or no? Wait, wait me, chờ em đổi máy tính được không cô? Ok, được, được. Ok. Hurry up. Ok, cứ để máy ở đây nhìn cho cô xem bài này là học rồi đúng không? Yes or no? Ok, vậy thì một bài khác nữa nha. Flyer reading 1.2. 1.3. Bài này mình học chưa nhỉ? Bài nào ạ? Yes, this one. Chưa ạ. Chưa à? Ok, thế mình học bài này nhé. Alright, so now this one from here. Ok. Rồi, thấy màn hình của cô không?
Chờ em vào vào máy này đó. Ok, thế thì tắt máy này đi vào lại nhé. Em Hurry sợ. up. Cô lại vừa gọi cho mẹ con. Cô tưởng con chưa biết. Cô cứ nghĩ là con không biết cơ. Tinh thần thì không nhận được. Nhưng mà đấy là trong vòng bao lâu hả con? 3 ngày 72 giờ. Ok. Con bị từ chiều hôm qua hay chiều hôm trước nhỉ? Hình như hôm qua. À, chiều hôm qua, thế thì phải còn lâu. Thế thì hôm thứ 6 phải mượn máy mẹ em, máy anh nhắn tin cho cô cái nhá. Được không? Vâng. Nhắn tin nhiều quá hay sao mà bị thế? Ok. Ok, bây giờ em sẽ thoát vào máy này ra. Ok. Rồi, máy kia connect audio cho cô nhé. Yes, alright. Hello. Ok, can you see me? Yes. Ở đây màn hình của cô không? Just a background. Được chưa? Nhìn màn hình của cô không? No. No. Yes. Yes, rồi. Ok, exercise 1, part 1, look and write. Nhìn thấy không? Yes or no? Look and write. Yes. Yeah. Ok. Rồi, nào thì bây giờ mình có the example. Cái câu ví dụ nhá. This person works at the airport. At an airport and flies planes. Người này làm việc ở trong trên máy bay và bay trên máy bay. Yes. So we have the answer. Mình đã có câu trả lời sẵn rồi đúng không? The pilot. Do you know who is pilot? Là người phi công. Yes. Okay. So exactly what does he do in the what does he do in the airport? In the airplane. They are driving. They are flight. Okay, he's driving, right? He's drive. Okay. So anh ấy lái đúng không? Lái máy bay. He drives the plane. Okay. Rồi nhưng mà nếu mà với câu này thì con có đáp án nào khác không? This person works at the airport. Cái gì cô đọc cô dịch cho em không nhớ. Rồi, đây là làm việc ở trên máy bay và bay trên máy bay. Làm việc trên máy bay, bay trên máy bay. Hành khách ạ? Làm việc, làm gì có làm việc? Làm việc cơ mà. Ơ? Thì hành khách chơi điện thoại là làm việc ý ạ? Đâu, ý là làm ở trên, làm ở đâu đó, tức là ở cái và office là cái... mấy cái cô mà bê thức ăn trên máy bay ý. Cô tiếp viên hàng không đúng không? Mình gọi cô là gì nhỉ? Mình có rất nhiều tên cho cô ấy. Mình có flight attendant là tiếp viên hàng không nhé, hoặc là ok, what's wrong? No. Ok, rồi, hoặc là flight, hoặc là air hostess. Air hostess cũng là tiếp viên hàng không. Được chưa? Is it alright? Ok, rồi, come back here. Vậy thì câu số 1 là number 1, this person writes stories for newspaper. Wait me. Yes. Okay, do you know which person writes newspaper? Nhớ không? Người nào viết gì đây? Write newspaper? Journalist. Yes, journalist, correct. Chính xác luôn. Journalist. And then number two, you can put this in a field and sleep in it. Put it in a field and sleep in it. A tent, correct. Ok, vậy là mình có thể đặt nó ở đâu đây? You know? A tent. A field. A field. Ở đâu ạ? Cánh đồng. Đúng không? Ở cánh đồng hoặc nơi nào mà nó rộng rộng một xíu. Ok, được chưa? Yes or no? Okay. Ok, tiếp tục mình có number 3. You need one of these if you want to open the door of your house. One of these. A key. A key. Yes, I have a key.
rồi. Nếu muốn vào nhà đúng không? Mở cửa của một ừ. nhà. Alright, so we have a key. Alright, so nowadays, okay, what we use to open the door instead of the key. Okay, what else that we can use to open the door? Not the key, huh? Instead of the key. What else can we, when can bây giờ thì hiện đại rồi đúng không? In the modern life, right? In the technology area. What's wrong? Still, I'm sick. Okay, still sick. Still yeah. sick. Okay. Rồi. Ngoài em hôm nay giọng em đỡ không? Đỡ hơn một xíu nhưng mình như vẫn bị nghẹn nghẹn ở họng hả? Yes. Yeah. Okay. Rồi nhưng mà thường là nghẹn ở họng là cô thấy là nói tiếng Anh hay lắm. Yes or no? Really? Okay, now this one. Ngoài cái key ra thì còn cái gì mình có thể mở được cửa không nhỉ? Thời hiện đại bây giờ có rất nhiều thứ đúng không? Yes, do you know? Mã bằng số bằng chữ các kiểu ấy. Nhà cô là có cái cửa cửa cuốn ấy. Nhà con là cửa cuốn không? Nhà con là chung cư. À chung cư à? Nhà cô có cái cửa cuốn á, tức là bấm cửa, thế là nó sẽ tự cuộn lên. Tức là mình có một cái gọi là remote control á. Remote. Okay, có biết remote không? Giống như kiểu điều khiển TV á. Yes. Yeah. Okay, remote yeah. control and this go up. Cái cửa nó đi lên. Đúng không? Yes or no? Ok, ngoài ra thì có rất nhiều. Ngoài ra thì có rất nhiều. Bây giờ có nghĩa hiện đại như có cả you know the key, the password, đúng không? Ở trong yes. password, right? Cái mật mã à? Yes, is it ok? Nhưng mà password thì lại bị một cái là nó dễ bị hack hoặc là dễ bị gì nhỉ? Người khác nhìn thấy. Yes or no? Ok. Nhưng nhà bạn em cứ không biết như nào. Chứ nhà vậy có một cái nút trong nhà, sau đó chỉ cần bấm vào cửa nó sẽ tự động mở ra. Đấy thì chắc là giống cái cửa cuốn có một cái đó. Cái cửa cuốn của cô đấy nó cũng thế. Chứ là bấm vào nó mở ra cái gì. Chứ không phải là mật mã. Not the password, right? Không phải password. Oh, yeah. Yes, nó cũng mỗi người trong nhà cô đều có nếu một mà cái. Giống cửa cuốn thì chắc nhà bạn ấy sẽ phải có ba cái. Ừ. Mỗi, nhưng mà một cái tổng ở trước cửa. Một cái tổng ở trước yeah. cửa. Mỗi người cần một cái khác nhau, một cái bé hơn, một cái tổng nó sẽ to hơn. Yes, một cái gọi là gì đấy nhỉ? Ở trong nhà đấy, còn cái những cái khác mình mang đi ra ngoài. Alright, cô cũng không biết nữa. Okay, now number 4 nè. You can put a letter inside this. Okay, so now can you imagine after you write a letter, Okay, sau khi thư đúng không? Envelope. Ah, envelope. So why you know that, huh? Okay, correct? Yeah. So after put it in envelope, so what can you do else to send it to your friend? Cần làm gì nữa để gửi nó cho bạn nhỉ? Đi đến hòm thư. No. Do you know the stamp? You need to stick the stamp into the envelope. Dán cái tem vào. Yes, and then you write the address of the receiver and your hey, address. Teacher. What's wrong? Cái tem khi mà mình gửi thư thì nó có ý nghĩa gì ạ? Cái tem đấy chắc là như kiểu là nơi chắc cậu không biết nữa. Nhưng ngày xưa người ta vẫn thích sưu tầm tem ấy, kiểu nhận được thư xong xé tem thế ra, cũng không biết đấy. Alright, it's long time ago and now we don't need to use the letter, right? Mình không cần phải sử dụng letter đúng không? Bây giờ mình có các loại email, thư điện tử. Okay. Messenger. You don't need to go to the post office to send the letter, right? But the question is, why the post office still working? You know, why is the post office still working? Tại sao cái chỗ gì nhỉ? You know, cái chỗ mà post office nó vẫn hoạt động không? Mình không gửi thư nữa mà. Mà nó vẫn hoạt động đúng không? Có ra thấy chỗ bưu điện bao giờ chưa? Nó vẫn hoạt động chưa? Chưa. Ra thì ra rồi chứ gửi thư thì chưa. Ok, nhưng mà nó vẫn hoạt động đúng không? Do you know why? Yes, I know. Kiểu yeah. bán hàng online ấy.
À, bán hàng online tức là gửi hàng ấy à? Tức là gửi những cái bưu kiện mình có, mình không gửi thư nữa nhưng mà mình vẫn gọi là gửi gì nhỉ? Post postal gì cô quên mất rồi, postal hay gì đấy. Ok, gửi kiểu hóa gọi là bưu kiện đúng không? Ok, một cái hộp hoặc một cái box gì đó đúng không? Alright. Is it correct? Yes or no? And the fee Yes. keeper. Nó rẻ hơn rất nhiều so với những cái giao hàng khác. Ví dụ giao hàng nhanh, giao hàng tiết kiệm hay giao hàng gì đó. Is it okay? So it's still working. Nó vẫn hoạt động bây giờ nhé. Okay, so is it correct? Okay, after you stick the stamp into the envelope, so what happened next? Sau khi mà dán tem xong mình làm gì nữa? Mình có cái envelope này, mình có bức thư bên trong này, mình có dán tem rồi này. Yes. Mình mang đi gửi. No, you need to write your address, my address and the receiver's address. Địa chỉ người gì nữa, người nhận nữa chứ đúng không? Okay, and bring it to, mang nó đến đâu? Post office. Okay, is it correct? Yes. Yes or no? Okay. So number five, this person can help if there is a problem with a car. You know? This person used to repair the car, fix the car. If the car is broken or cannot use. Oh. It's a job, it's a person. No. Ai nhỉ? Nè. Có phải cái đuốc không cô? No. Ouch. Người cơ mà, this person can help. Người này có thể giúp if there is mechanic. A problem. Ah, mechanic. Okay, mechanic, huh? Mechanic. Correct. Okay, so this person in Vietnamese. Okay, thợ sửa xe đúng không? But actually, nhưng mà thực tế là mechanic is not only repairing the car, không chỉ là gì đấy, sửa xe đâu nhá. Sửa xe. Yeah, he is also repair something related to machine. Okay. Anh nghĩ là sửa những cái gì mà liên quan đến machine, máy móc, biết tại sao không? Nhìn cái từ này có giống từ machine không? Machine. Yeah. Máy móc, tất cả những cái gì liên quan đến máy móc thì anh ấy sẽ làm hết. Nha, yeah, ok. Máy móc ví dụ như là đồng hồ này, ok. Các thứ đúng không? Yes or no? Laptop. Không, thường thì nó là máy móc kiểu tủ lạnh ấy, các thứ. Còn laptop với cả máy tính các thứ là nó liên quan đến đồ, gọi là đồ điện tử. Đồ điện tử, đấy. Ok, còn machine là những cái loại mà máy móc ấy. Yes or no? Máy giặt tủ lạnh đầu điện, gọi là gì nhỉ? Máy giặt tủ lạnh, lò vi sóng các thứ đấy. Ok, đồ điện gia dụng ấy. Đó. Đồ gia dụng. Yes, ok, hoặc là machine, những cái loại máy móc. Thì là anh này sửa hết. Is it ok? Rồi, theo next one ha. Tiếp tục. Now number six. Oh, what's wrong? Chuyện gì đây? No. Number six ha. People use one of these when it rains. Easy. People use when the rain. One of these when it rains. An umbrella. An umbrella, correct. Okay, so we have an umbrella here. And number seven, people give one of these to their family and friends at Christmas. People, a present. A present? Okay. So this one is a present. Okay. Quà tặng đúng không? Okay, number seven. What's wrong? Can you hear me? My mom can watch TV. Okay. So number eight, you need to buy one of these if you want to send a postcard. A card, right? Có hiểu câu này không? A stamp. Oh no, it's a stamp. Okay, nào câu này là gì đấy nhỉ? Bạn cần mua một trong cái thứ này. Nếu mà bạn muốn gửi một tấm thiệp, bạn cần phải mua cái stamp.
Yes, ok, nó là thiệp để gửi đúng không? Nó giống như kiểu letter á. Ok, nó là stamp. Is it correct? Yes or no? Yes. It's okay. Rồi, number 9 nè. When it's dark outside, Chín giờ you ba can see you can see with this. Khi mà trời tối ở bên ngoài thì bạn có thể nhìn thấy bằng cái này. Yes, when it is outside. When there's no light. Không có ánh sáng. Yeah, right. So you can use this one to go. To see everything. You know what it is? A holiday. Holiday? Khi trời tối thì bạn có thể nhìn mọi thứ với cái holiday à? No. A torch. A touch. Correct. Do you know what is a touch? Sao lại phải là cái đuốc à? Nào, cái này có hai nghĩa đúng không? Một là cái đuốc chính xác và hai nữa là cái đèn pin. Dùng để đi trong bóng tối. Oh, yeah, dùng để đi trong bóng tối. Được chưa? Yes or no? Dùng để đi trong bóng tối. Yes, okay, number 10 nè. We work or study 5 days a week. On these 2 days we play. A weekend. A weekend, correct. Chính xác. Mình học 5 ngày trên tuần đúng không? Ngày cuối cùng gì? Hai ngày cuối cùng mình để chơi đó. Hai ngày gì đấy? Weekend. Is it correct? Saturday and Sunday. Yes, okay, correct. Okay, so now you have a picture here. Can you see the picture? Yeah. Okay, so can you guess where is it now? Where is it? It's in the zoo. It's a zoo, right? How many people can you see in the picture? Teacher. What's wrong? How many animals that you can see in the picture? Wait me. Yes. Okay. How many animals yeah. first? One, cái này là ghép thêm đúng không cô? Ghép thêm gì à con? Là cái này không phải là cái của người ta, yes. cái của Flyer mà cái này là của trung tâm tự ghép đúng không cô? Đúng rồi, con nghĩ thế. Is it correct? Chứ chẳng lẽ một bức tranh không tự nhiên có một cái này khác biệt nhất với tất cả. Ok, rồi. Tất cả hình như em cũng nhìn thấy bức tranh này rồi ạ. Thầy có con hươu không? You will have the giraffe. No. Here? No? Really? Okay. Now, so now can you see the picture? Okay, how many animals that you can see? I can see 1, 2, 3, 4, 5 animals. Five kinds of animals, right? 1, 2, 3, 4, 5. Okay. And how many monkeys can you see? Can see 3 monkeys. 3 monkeys. Is it the same size? Are they the same size? Yeah. No. No. Bigger. The big geese. Bigger. Big. Smallest, right? Một con nhỏ nhất đúng không? Okay. This one is. You can say. Rồi, nếu mà con không nói được thì con có thể chỉ luôn màn hình. This one is the biggest. Right, this one is the biggest one, this one is the smaller one, and this one is the smallest one. Is it okay? Có biết những từ đấy không? Yes. Okay, now next one, erase it. Okay, now next one. Cô ơi, cho em hỏi một tí. Tại sao chỗ này là nhìn ra ngoài bầu trời này cô này? Tại sao bên này có cỏ mà ở giữa này lại không có cỏ? Chắc là đi vào chỗ đấy, đi vào zoom đi vào zoo thì làm gì thế trong ấy đúng không? Ok, lối vào thì cỏ thì chắn đường à, đúng không? Is it correct? Ok, so how many people can you see? Four. Ok, so what about the man with curly hair doing, the black hair? He's take photo. He's taking photo, right? He's taking photo. What about the man who standing on the street? Standing on the street. He say hi. He say hi. He say hi. Anh có phải là anh có phải cảnh sát? Anh ấy vẫy tay. À, vẫy tay thôi à? Okay. So what about the man who sitting on the car?
he rides a car. Okay, he's riding the car. Okay, what is the elephant doing? What is the elephant doing? What is this elephant is drive a bus. Nhớ hôm trước cô cho từ gì không? Remember. Okay, nhớ cái cửa đóng và mở không? Yes or no? Phòng con. Okay, push and pull. Đọc mạnh nha, push and pull. Cái trường hợp này là push hay pull? And pull. Đây là pull nha. Is it okay? Đây là hành động pull. Kéo đi mà. Pull. Push là đẩy, kéo đi là pull. Kéo là pull. Is it okay? Yes or no? Yes. Push là con phải dùng sức con đẩy đúng không? Okay, đẩy. Okay, pull là dùng sức để kéo. Is it okay? So this one, pull. What's wrong? Chuyện gì đây? Hi. What's wrong? Em quên mất thứ 6, em có lịch mất tiêu rồi. Thế thôi thì mình nghỉ tạm tuần này vậy. Đổi thứ 6 cho không cô? Đổi thứ 6 mãi mãi. À mãi mãi á, thế thì nhắn lại tin lại cho cô nhé. Tí nữa cô gửi lịch lại cho ngồi xem nhá. Is it okay? Yes or no? Thứ 6 mãi mãi. Yes. Cô chịu hơn luôn đấy. Ok. Rồi, tiếp tục nào. Okay, so what about the panda? Can you see the panda? What is he doing? The panda say hi. No. Hey, con. No, the panda. Như này mà. Ăn, đây là ăn mà đúng không? He's eating something. Anh đang ăn gì đó? Yes, is it correct? No. Incorrect. Okay, rồi. So we have three monkeys, right? Okay, so each monkey is holding something. Can you tell me what are they holding? The apple, the carrot, the banana. Yes, okay, correct. Okay, so are you ready for the questions here? Okay, we have about safest statement and you need to say yes or no. Which X statement? Is it okay? Yeah, okay, so number one. Hey teacher, can I do that? Yes, okay, you can do this. And okay, I will come back in 2 minutes, 1 minute. Is it okay? I go to the toilet. Hi. Okay, thank you. I say out. Goodbye. Where are you? What? Don't know what. I'm here. What are you doing, huh? Is this okay?
Is it okay? Have you done yet? Xong chưa? Yes. Okay, so turn on your audio and your video. Bật tờ hình lên cho cô nào, làm gì tắt hết màn hình cả tiếng thế? Cô ơi! What's wrong? Can I open my videos? Yes. Because I don't, no. Can I close my micro? Why? Because my mom is talking. Ok, không sao, cô vẫn nghe được mỗi tiếng con mà. Cô có nghe được ai đâu. Thì con đi rồi, tí nữa khi nào cô mời con sẽ mở lên. À rồi, cái câu này điền gì nhỉ? Yes. Ok, yes. Ok, vậy cô cứ nói nha. Alright, so let's see number one. We have, what we have here, huh? Ok, number one. Oh, what's wrong? It's green. Ok, one more, huh? Ở cuối cùng là con điền gì nhỉ? Yes, hey teacher, it's what's green, wrong? But I can see. Từ nha, để cô tắt đi nha, hình như nó bị lag rồi. I'm so sorry. This one. Reading control. What's wrong here? Okay, one more, huh? Really? Oh my god. Okay, I do it again, huh? Chỗ này là gì nhỉ? Yes, no, yes, yes, huh? Yes, no. Yes. 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 One. Yes. Oh, làm yes đấy. Nào bây giờ mình thử nhé. The panda is too tired to cross the road. Bạn ok, bạn panda quá mệt mỏi để băng qua đường. Chính xác không? Hi teacher. What's wrong? Can you check my answer and can I go to the toilet? Yes, okay. So now I check it first. Cô chỉ cần về x thôi nhé. No, I have the answer here. Okay. Yes, yeah. No. What? The pushing. Okay, rồi đi nhanh lên để tí nữa cô chữa nào. Cô chữa luôn. Okay. Alright. Okay. Yeah. Hurry up. Is it okay? Come back. Oh, what's wrong? Hello? Anybody there? Hello, hello? Is it okay? Oh, hi. Đi đâu rồi? What's wrong here? I'm here. Okay, come back here. Okay, so number one, the partner is tired to cross the road. Is it correct? Number two, it's very foggy. Foggy là gì nhỉ? Do you know? Mà trời kiểu đồ rất
Sương mù ạ. Okay, sương mù chính xác. Okay, now number three. The elephant is pushing the bus. Pushing? Yes. No. Không, trời ơi, em nhìn kia thành pu. Ok, nó là pulling chứ đúng không? Cô biết hẳn ra đây rồi mà còn nhầm. Ok, now number 4 now. The man is wearing a blue jacket and stop the traffic. Đấy, anh này giống như kiểu là công an ý. Đúng không? I think it's like the traffic police. Okay, great. Một cái chú công an ý. Chú đang chặn xe mà đúng không? Ok, so yes, and the giraffe is following the camel. Following là gì nhỉ? Đi, nhà đi là kiểu được người được đi. Oh. Là kiểu là được con camel đi theo ấy. À tức là con giraffe. No, sai rồi. Now, giraffe đang đi theo camel. Camel đứng đâu đấy? Okay. Okay. Now camel đứng đâu? Giraffe đang đi theo camel. Đằng sau. Yes. Đúng rồi. Vậy thì là camel đứng ở đây nhá. Camel đứng trước và giraffe đứng sau. Thế thì câu này phải là sai. Is it okay? Được chưa? Yes or no? Yeah. Yeah. Okay. So giraffe here. Okay, so number six, the smallest monkey is carrying a banana. Is it correct? Is it banana? Yes, correct, right? Is it banana? Okay, so number seven now. The boy with the curly hair has taken a photo. Can you see? Is it curly hair? Có phải tóc yes. Hair? Yes, correct. Okay. So you have how many correct here? One. Oh, which me? Two, three, four, 4.7. Is it correct? Yes or no? 1, 2, 3, 4, 5. Sorry, 5.7. Is it okay? Yes or no? Okay, so move on, huh? Bài tiếp theo nha. Làm cho cô một bài nữa nào. One more. Oh, what's wrong? Okay. Okay, mình làm thêm một bài nữa nha. Không biết có đủ thời gian không. Now this one. Can you see the screen? John and Anna is talking about the park. Họ đang nói chuyện về cái gì đấy? The park? Nói chuyện về công viên. No, okay, nói chuyện về công viên. So what does Anna say to John? So you read the conversation and answer, huh? Okay, hello Anna, are you going to the park? So the answer is B. Okay, so now you want to do it yourself, I want to do it with me. Làm với cô ấy tự làm nào. Can I do lam? Yes, okay. So now your turn, huh? Thử nào. Beat again. Yes, so how no. Can you do this, huh? Tự làm hay cô làm cùng nào? No. Em tự làm. Okay. Em nổi nha. Okay. I didn't. Nổi khác màu nha. Different color. I didn't. What's your favorite food? Em chọn màu green. Okay, the other thing, what is your favorite food, Helen? It's cheese. Cheese on pizza, cheese on bread. Mine is pasta. Who cooks
your lunch. My sister, she's like doing that. Do you like cooking sometimes? Yes. But I only like making easy things. Okay, correct? Yes, that's fun. When did you start with cooking? Hi. What's wrong? Sao đây? Sao đây con? No. Why I can't nối? Sao không nối được? The raw mà. Okay, the end. Okay. Okay, the end, right? Okay, so number four. My sister, it was seven, it's difficult to remember, correct? Number five, what time do you have lunch? About the midday usual. At midday, đúng không? Okay, now do you know what is midday? Midday là viết tắt của từ gì nhỉ? Midnight. No. Midnight hay midday đều như thế nhá. Mình có từ midnight. Có nhìn thấy từ ngày bao giờ chưa? I don't know. Ok, nào thế bây giờ mình có từ midday. Nó sẽ là từ như nào đây? Nào mình có, ok, nào. At the middle. Middle là gì nhỉ? Ở giữa biết không? Do you know that? Middle, thế này chữ yes. D nhá. At the middle of the day. À ha, nhưng mà người ta lười, người ta viết thành midday, can you see? Yes. I don't know. At the middle of the day, right? Oh, sorry. Là kiểu xế chiều. Because. Okay. Now, đấy là ở giữa ngày, tức là buổi trưa đấy. Bằng at noon đấy. Yes or no? Okay, và mình có at night luôn nhé. At the middle of the night, tức là bằng midnight luôn. Is it okay? Yes or no? Hello. What are you doing? Được chưa? At the middle of the night thì người ta cũng biết tắt thành midnight. Is it okay? Yes or no? Được chưa? Rồi nha. Tiếp tục nào. We move on. Xóa hết màn hình của cô nha. Ok. So the correct answer is yes. Okay. So this story we do it next. Okay. Vẫn còn thời gian. Mình làm thêm bài này nữa nhé. Is it okay? So can you guess the name of the story? Có đoán được tên của chuyện này không? Thấy quen quen không? Is it familiar with you? I don't know. I don't know all. Okay, it is the name of the In and the Magic Lamps. Why you know that? Because em tại vì em thấy cái đây là một cái thảm thần đúng không? Thì câu chuyện này có thể là Aladdin và gì nhỉ? À đâu không phải. The Magic Lamp. Cây đèn thần á, hình như không phải cây đèn thần. Chuyện gì nhỉ? Có cây thảm thần không? À cây đèn thần đúng không? Aladdin và cây. Không, đèn thần mà cô. Đèn thần à? Ok, thế vẫn có thảm thần ở trong đấy à? Yes or no? Ok, I don't know. So now. Ok, so now can you read the story and do this one? Ok, any new word? Có từ nào khó không? Any new word? Có từ nào khó không nhỉ? Từ space có không? Từ space. Can you? Cô có thể hướng dẫn em được không? Ok, rồi có từ nào khó không? Any new word ở trong cái hộp ấy? Yes, the first box. Can you see the first box? Có nhìn thấy cái hộp của cô đây không? Ok, any new word? Có từ mới không? Từ mới? No. Ok, no. Really? Are you sure? Chắc chưa? Brace yes. Là gì nhỉ? Là cấp biển nữa. Ừ.